Thưa quý vị, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay, thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã tổ chức nhiều chuỗi hoạt động ý nghĩa, cũng như tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả trong chuyển đổi số, nhất là trong tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới. Phóng sự được thực hiện nhân ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10. Vừa qua, thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị trí quán quân, 13 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số Việt Nam ICT Index, đồng thời vinh dự lần thứ tư liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với 4 sản phẩm: nền tảng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành dùng chung cấp huyện, mô hình giải pháp cung cấp dịch vụ công nâng cao, hệ thống giám sát đỗ xe và ứng dụng bản đồ số 4D trong quản lý hạ tầng giao thông. Những kết quả này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của thành phố thời gian qua trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Giải thưởng này có ý nghĩa là lớn với chúng tôi, để mà trong ngành các lĩnh vực, đặc biệt là lãnh đạo thành phố có thêm niềm tin, thêm động lực để mà tốt hơn nữa trong công tác chuyển đổi số, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội. Xác định chủ đề chuyển đổi số năm 2023 là khơi thông nguồn dữ liệu để tạo ra giá trị mới, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền và được kết nối, chia sẻ dùng chung qua nền tảng hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố, triển khai hiệu quả nền tảng công dân số. Cùng với đó, việc đưa vào vận hành trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng theo mô hình toàn diện, bao gồm IOC cấp thành phố, các trung tâm điều hành quận huyện và các trung tâm điều hành chuyên ngành, đã góp phần đáp ứng yêu cầu phân cấp ủy quyền trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. Trung tâm sẽ giúp cho việc theo dõi, xử lý hồ sơ, dịch vụ công, hay là đơn thư khiếu nại, hay là tất cả các việc khác là của cơ quan nước nhanh hơn, chính xác hơn. Trung tâm cũng giám sát để mà thành phố xử lý những cái thông tin hiện trường với những ô nhiễm, mưa ngập kịp thời để thuận lợi cho cuộc sống của người dân. Trung tâm cũng cung cấp dữ liệu mở và những cái dịch vụ phát triển kinh tế để doanh nghiệp phát triển kinh tế tốt hơn. Đặc biệt là trung tâm sẵn sàng phục vụ cho thành phố trong điều hành phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tình trạng khẩn cấp. Thành phố cũng nhận thức rất rõ, chuyển đổi số không phải là tập hợp các ứng dụng công nghệ thông tin, mà là thay đổi phương thức tư duy quản lý nhà nước, quản lý xã hội và sản xuất kinh doanh, kết hợp với ứng dụng công nghệ số, từ đó tạo ra các dịch vụ mới đem lại những giá trị cao hơn. Đặc biệt, chúng tôi xác định dữ liệu số là tài nguyên để xử lý, phân tích, dự báo và tối ưu hóa hoạt động quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Năm 2023, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho Đà Nẵng tổ chức triển khai mô hình thành phố chuyển đổi số điển hình. Với những kết quả đáng ghi nhận, thành phố đang tiếp tục nỗ lực vượt qua những thách thức, tiếp tục lan tỏa chuyển đổi số đến với mọi người, hướng đến hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN, nằm trong top 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và về an toàn thông tin thương mại điện tử của cả nước.